Vâng, xin chào các bạn. Bây giờ thì Lê Hùng đang có mặt tại một gian hàng có giá đôi trăm tỷ nha các bạn. Ở đây thì có rất nhiều mẫu Range Rover này, Range Rover Sport này, Evoque này, cả Jaguar nữa. Nhưng bây giờ thì Hùng sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu xe mà gọi là, có thể nói cũng là một tuyệt tác, một siêu phẩm có giá hơn 10 tỷ. Range Rover Autobiography, phiên bản mới nhất, chính hãng nha các bạn. Và mẫu xe này có giá là hơn 10 tỷ, nhưng mà cũng xin tiết lộ với các bạn rằng cũng đã có khách đặt rồi. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này được trang bị những gì. Thưa các bạn, trên cái bản mới nhất này ấy, thì so với thế hệ trước thì không thay đổi quá nhiều. Đó, các bạn có thể thấy lưới tản nhiệt đấy đã được tinh chỉnh hơn này, đơn giản, chắc chắn, rất chắc chắn đấy. Và màu sáng này, màu tương phản giữa mặt sáng và mặt tối. Và công nghệ đèn, đèn này là đèn full LED hết nha các bạn ơi. Đèn này đèn full LED rất đẹp. Những cái thay đổi rất nhẹ nhàng thôi, nhưng đã mang lại thêm cho Range Rover vốn đã rất tinh tế rồi thì nay lại còn tinh tế và còn chất hơn nữa. Và đèn này được phối hợp từ 144 bóng LED. Và nó đương nhiên nó sẽ điều chỉnh thích ứng, tức là khi tối thì nó tăng sáng lên, khi sáng thì nó điều chỉnh bớt đi, gặp xe ngược chiều thì sẽ cụp xuống, vân 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 vân. Rất nhiều cái tính năng đó mà khi chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy vô cùng tiện ích và thông minh. Và cái khoảng sáng xa nhất khi bóng này hoạt động hết công suất đấy là 500m nha các bạn. Thưa các bạn, 500m rất dài, đó là một nửa cây số. Rồi, chúng ta hãy xuống phần bên dưới, phần cản dưới. Thực ra thì những cái điều chỉnh nó không quá nhiều so với cái phiên bản trước, nhưng mà nó gọn gàng, nó mạch lạc và trông nó tinh hơn nhỉ. Đấy, camera này, camera trong hệ thống camera 360 cản dưới. Đó, cản dưới. Cản dưới được sơn bóng màu xám cũng rất là đẹp. Tuy nhiên nếu như mà tôi nghĩ rằng cái cản trước này á, cái lắp này mà làm bằng kim loại thì sẽ chất hơn rất là nhiều, bởi vì dù sao thì đôi khi chúng ta cũng phải đi đường sâu xấu một chút với một mẫu xe được mệnh danh là ông hoàng của off-road. Ngay bây giờ chúng ta hãy tiếp tục sang bên thân xe này. Đây à, Autobiography bản Long Wheelbase. Không cần nói quá nhiều, sự khác biệt nó sẽ đến từ trong khoang xe cơ. Và trên tay Hùng thì là chìa khóa còn zin nha các bạn, khách đã đặt rồi, niêm phong rồi. Chìa khóa rất gọn gàng, cảm biến trên tất cả các cánh cửa xe. Khi bất kỳ vị trí cửa nào chúng ta cũng có thể vào được, mở ra. Còn khi mở thì như thế này thôi, kéo nhẹ nhàng. Cửa này là cửa hít. Tất cả cái phần bao quanh cửa kính này đều được sơn đen bóng. Và trên phần trụ B này, trụ C này, trụ C cũng rất đặc biệt, nó là những cái tấm kính nối liền thôi. Đấy, phần ô cửa kính phía sau này. Thực ra cái thiết kế này nó sẽ mang lại một cái không gian vô cùng thoáng đãng trong khoang xe. Khi chúng ta ngồi chúng ta nhìn ra ngoài nó như một cái biệt thự á, một villa, bên xung quanh là sân vườn với tất cả các ô cửa kính. Cửa kính này thì đều là cửa kính cách âm và giảm nhiệt, tức là cản các tia sáng UV vào rất là tốt nha các bạn. Sự khác biệt đến từ các cái vật liệu. Và chính vì lẽ đó nó sẽ có giá 10 tỷ. Nếu mà kính thường thì vài trăm nghìn thôi, nhưng kính xịn thì nó có thể lên tới 100 triệu chẳng hạn. Đây, cửa này. Và khi mà mình đóng vào hít thì bật lên xuống sẽ đóng vào. Đó. Khi mở ra thì chào đón chúng ta mở ra, bước lên xe, mở cửa, bước lên xe như thế này. Nhưng chút nữa chúng ta mới quay lại khoang xe này. Bây giờ chúng ta hãy ra phía sau. Và trước khi ra phía sau thì các bạn hãy ngắm bộ vành, bộ mâm rất là đẹp trên Range Rover Autobiography phiên bản L. Mâm vành 21 lốp 275, xe 45, rất đẹp. Vâng, những chiếc xe 10 tỷ luôn rất đẳng cấp. Phần thiết kế đuôi thì quá đặc trưng, nó rất vuông. Bao nhiêu năm rồi, vẫn vậy. Nhưng tại sao
trong gara mỗi người yêu xe nhưng lại có rất nhiều tiền thì luôn muốn sở hữu một chiếc Range Rover? Đấy là một câu hỏi mà tôi cũng rất hay thắc mắc. Nhưng có một điều chắc chắn, khi bạn cầm lái, khi bạn ngồi đâu, khi bạn song hành cùng nó thì đó là một cái chất rất riêng, rất Range Rover và autobiographical. Đèn xe thì cũng đã khác so với cái thế hệ trước, thực ra đèn xe thì cũng đã được khác rồi. Thực ra đèn xe là cũng thay đổi không quá nhiều, nhưng mà nếu như chúng ta hình dung ra những cái liên tưởng tới những cái Cullinan hay những cái xe như Bentayga thì những cái thiết kế xe sang bây giờ nó tương đối là tương đồng với các nét thiết kế như thế này. Cảm biến quanh xe, camera đây ạ, camera đây, và bên cạnh đây là có một cái vòi để rửa camera nha các bạn. Khi mình lùi xe mà bẩn bẩn thì không phải lo xuống để lau lau chùi chùi nữa. Mà bây giờ chiếc cốp hình vỏ sò đã được mở ra, rất hay. Đây là mở hình vỏ sò, tất cả điều chỉnh bằng điện. Rồi mình đóng lại sẽ như thế này, nó sẽ tự động đóng lên. Mở ra, Vương ơi, mở ra ngay. Bấm rồi, quá tiện luôn. Không gian xe, khoa cốp xe thì cũng khá rộng rồi, không vấn đề. Mình sẽ ngồi lên như thế này, nó hơi cao thì mình sẽ điều chỉnh cho nó thấp xuống. Đó, mình có thể điều chỉnh lên xuống đây ạ. Nó có thể điều chỉnh lên cái biên độ nó khoảng 50 mm. Khi mà mình điều chuyển xuống như thế này ạ, thấp. Khi mà mình kéo các trailer, các cái xe hoặc chở tải nặng, thậm chí có thể lấy đồ ra hay như thế nào đấy, thì chúng ta có thể điều chỉnh được các cái độ cao. Và ngồi ở đây thì mình có thể điều chỉnh được cả cái việc điều khiển các cái ghế ở phía trên đó. Mình có thể điều chỉnh rất dễ dàng luôn. Độ ngả này các bạn, tự động gập lên đấy, các bạn có thể thấy gập nhấn cái điều chỉnh ngay, hoàn toàn tự động, rất nhẹ nhàng êm ái. Cơ điện tử thì phải nói là tuyệt vời luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho nó lên. Đấy, lại lên. Có thể điều chỉnh ở bất kỳ vị trí độ ngả như thế nào mà chúng ta muốn. Và bây giờ thì tôi đang sử dụng tính năng massage trong một khoang xe của một mẫu xe 10 tỷ Range Rover Autobiographical bản L. Đó, các bạn có thể thấy này. Ôi, hôm nay ở triển lãm thì nhạc nhẽo nghe khá là ồn, nhưng mà đóng cửa ngồi vào đây cái là hết mệt luôn, lại còn được đấm bóp nữa. Sử dụng đấm bóp thì chúng ta bấm ngay ở phía trên cửa sổ này, tất cả là touch screen nhé các bạn, nhẹ nhàng êm ái. Ở trên xe thì được trang bị cái hệ thống loa Meridian, loa hàng hiệu rồi. Nói chung xe 10 tỷ thì cái gì cũng phải hiệu. Da này thực sự mùi xe thơm quá. Da này là da semi aniline nha các bạn, rất là cao cấp. Sờ chạm này, thông hơi này, mềm. Thực sự nhìn cũng đã thấy khác rồi. Màu thì có thể là tương đối giống những cái màu xe như 3-4 tỷ, nhưng mà da sờ vào, thậm chí khi chạm vào mới thấy, ôi sao nó mát như da em bé luôn. Đẳng cấp thật. Các vật liệu gỗ này, chỉ có da và gỗ, tất cả đều là vật liệu cao cấp nha các bạn. Ở đây thì chúng ta có gì đây, chúng ta có một cái bệ tì tay này, có các cái vị trí chứa đồ này, khe cắm HDMI, USB, thoải mái luôn, xe sang nhưng mà không thể thiếu bất kỳ một cái tính năng nào đâu. Vừa giới thiệu lại vừa được đấm bóp này, thích quá ghế. Thực sự hôm nay ở triển lãm nhạc nhẽo nhiều, hơi mệt một chút, nhưng mà ngồi vào đây phê quá. Ví dụ đang mệt thì chúng ta ngửa cái hàng ghế ra một chút. Đó, các bạn có thể thấy không, cái chuyển động của cái nệm ghế và cái tựa lưng nó ngả ra đây. Ôi tôi muốn ngủ quá. Ngồi vào đây thì không còn sự chói chang của ánh đèn sân khấu nữa rồi. Cửa sổ toàn cảnh, mọi thứ xung quanh xe quá tuyệt vời. Một màn hình giải trí, một màn hình rất lớn. Đó. Chúng ta lại còn có thể điều khiển tất cả các tính năng về chỉnh các cái vị trí như là ghế này, ngay trên này. Đấy, các bạn có thể thấy tôi vẫn đang sử dụng chế độ massage đấy ạ. Có thể sấy này. Và wow, rất nhiều đấy. Lại còn điều chỉnh cả cho ghế người ngồi bên cạnh này nữa.
Sao mà xe bây giờ nó thông minh thế? Không hiểu đâu. Các nhà thiết kế phải nói quá giỏi đó. Điều chỉnh điều hòa, điều hòa 4 vùng độc lập. Mỗi người một thân nhiệt, mỗi người một sở thích. Không lo va chạm gì cả, thậm chí có thể sử dụng cái chế độ media giải trí này nữa. Đúng là mẫu xe 10 tỷ có khác. Và tất cả trên cái công sôn này, đây các bạn có thể thấy này, mọi thứ là cơ rất là mềm. Đó, hộp chứa đồ, hộp chứa đồ này thì rộng. Hộp này chưa có chức năng làm mát. Vần gỗ rất là đẹp. Phần điều khiển cũng vậy thôi, chúng ta có thể điều chỉnh đây, có thể bằng cách nhấn để chọn các cái chế độ mà chúng ta sẽ điều chỉnh. Touch, tất cả đều là touch. Khoang thương gia thực sự là vậy, bởi vì các bạn có thể thấy tôi có thể điều chỉnh rèm, tạo một cái không gian thật riêng tư, khó có ai có thể quan sát tôi từ bên ngoài được, gọi là soi, bật đèn đọc sách, đọc những cuốn sách mình ưa thích và đóng cửa sổ trời lại, đánh cửa sổ toàn cảnh lại, có thể tắt loa ngay ở vị trí này, bật lên là tắt. Vị trí của ông chủ, vị trí của một người hưởng thụ, thật sự rất là đẳng cấp. Ôi, hàng ghế trước. Thực sự trên các cái dòng xe cao cấp của Range Rover á, thì cái da này nó rất mềm, nó mềm nhũn luôn. Nó lại không cứng như Napa đâu. Da aniline, semi aniline. Thực sự là khi mà ngồi vào cái vị trí lái này thì tôi cảm giác tôi là một người cơ bắp siêu nhân. Rất to. Cái gì nó cũng to, vô lăng to này. Bọc gỗ, da, lại một chút nhôm ở đây. Vô lăng này thì quá đặc trưng rồi. Và như tôi đã chia sẻ thì Range Rover đã loại bỏ rất rất nhiều nút bấm ra khỏi các cái chức năng điều khiển. Ví dụ trên này cũng là touch. Đó. Chức năng nghe gọi điện thoại cũng là touch. Đấy. Bật tắt cảnh báo chệch làn đường cũng có là touch. Kiểm soát sưởi vô lăng, điều chỉnh tốc độ, can thiệp, sử dụng các cái tính năng menu ở trong này, tất cả đều là touch, đều là sờ và chạm. Đó. Land Rover. Để tôi đang tắt nhé, tôi lại bật lên. Rõ ràng là khi mà ngồi vào chiếc xe 10 tỷ thì tôi ngồi ở vị trí lái này, hay hàng ghế sau này. Trông nó cũng sang trọng và hùng dũng, và đặc biệt với anh chàng cơ bắp Range Rover này. Đây trên tay tôi cũng vậy, tất cả các nút điều chỉnh gương này, sấy gương này, rồi gập vân vân đều là touch hết. Duy nhất chỉ có cái việc lên xuống kính. Ở đây là vẫn là nút cơ điện tử. Ghế trước cũng massage nha các bạn. Ghế trước cũng massage này. Vừa lái xe lại còn vừa được đấm bóp, nhẹ nhàng êm ái. Nghe những giai điệu nhạc du dương nữa thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Đây. Và các chức năng điều chỉnh ghế này là ở ghế lái này điều chỉnh tới 24 hướng. Thực sự mà sử dụng hết 24 hướng này thì tôi nghĩ là khá nhiều đời ngựa. 24 hướng nha các bạn. Hình chiếc ghế, 3 vị trí nhớ ghế. Chúng ta có thể cài đặt ngay đây. Đặt các vị trí, việc bấm là xong thôi. Nhà có 3 người thì dùng 3 vị trí lái khác nhau, vợ, chồng, lái xe. Rồi, xu hướng táp lô chia thành nhiều tầng đã trở thành xu hướng thiết kế ngày hôm nay trên rất nhiều sản phẩm dòng xe cao cấp. Và trên mẫu xe này thì là da nha các bạn. Bọc da trên táp lô này, loa Meridian này, túi khí rất nhiều, đếm không xuể luôn. Và tất cả các cái cửa gió này đều là mạ chrome đẹp, tinh tế. Nói chung xe sang thì không phải nghĩ. Da này, đường chỉ may đều như vắt chanh. Tất cả những cái mẫu xe sang thì cái sự khác biệt là đến từ cái công nghệ vật liệu và công nghệ chế tác, và cái sự phục vụ chủ nhân của xe, người sử dụng. Toàn bộ cái màn hình này cũng đã là thay đổi hết rồi. Đây đều là tắt thôi, chúng ta có thể dùng đây. Nếu như các bạn đã xem các chương trình tôi giới thiệu về Audi hay những cái sản phẩm BMW thì bây giờ cũng vậy thôi. Dùng chức năng nào thì bấm vào chức năng đó mà dùng thôi. Volvo
Tesla, những cái sản phẩm đời mới ngày nay. Đấy nha các bạn, muốn xem xe thì hãy đến trung tâm hội chợ triển lãm SECC quận 7. Hệ thống định vị camera này. Đó, có thể zoom lên. Chạm chạm, đấy, hướng dẫn rất là chi tiết. Đó, các cái hướng nhìn. Trời ơi, sao mà xe tuyệt vời như thế này đó. Úi giời, đấy, chúng ta thấy rất nhiều người đi phía sau. Đấy, soi người phía trước. Quá nhiều chế độ luôn. Đây là cả chỉnh các cái góc nhìn thôi. Phần màn hình bên dưới, các bạn có thể thấy không? Khi mình chuyển phát thì các cái chế độ hoạt động của xe 2, 4, 6, 7 và 7 chiếc xe trong một xe nha các bạn. Và chúng ta có thể chọn ở đây, chọn ở đây, chọn ở đây. Nhưng chúng ta cũng có thể chọn bằng núm xoay này. Các bạn có thể thấy không? Thực ra cái hệ thống vận hành trên các cái điều kiện địa hình của xe Range Rover mới là cái điểm đắt tiền. Cùng với đấy là những cái công nghệ về thân xe bằng nhôm nữa. Đó là những cái công nghệ mà không phải hãng nào cũng có được. Có thể đấy gọi là bí kíp. Mỗi khi chúng ta chuyển thì màn hình chờ cũng đã thay đổi. Và khi chúng tôi chuyển các cái chế độ thì có thể hệ thống treo khí nén cũng điều chỉnh các cái độ cao khác nhau. Khi chúng ta chạy ở chế độ Comfort thì hay chế độ Eco chẳng hạn. Đó, chế độ Comfort nhé, hoặc chế độ Eco nhé. Thì cái độ cao của gầm nó cũng giảm xuống khoảng 15mm. Cái việc giảm đó nó sẽ giúp cái xe ổn định hơn, cũng như là tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đó. Và khi vào các cái chế độ địa hệ đường địa hình, nó lại chia làm hai địa hình luôn. Một địa hình mà chúng ta có thể gọi là chạy rally, địa hình tương đối vừa phải. Nhưng địa hình mà leo dốc, leo đá thì độ cao của gầm nó còn có thể điều chỉnh cao hơn nữa. Nếu như ở cái mức 1 á, thì chiều cao nó lên khoảng 40mm tại vận tốc là 50, khoảng hơn 70km/h. Còn nâng gầm ở cái mức thứ 2 là 75mm. Vâng, ở tốc độ thấp hơn, dành cho những địa hình khắc nghiệt. Một chiếc xe nhưng chứa quá nhiều tính năng vận hành rất hay trên mẫu xe này. Còn đây là hệ thống điều hòa. Đó. Xoay chạm put, xoay chạm put. Đó. Ta có thể nhiều điều khiển nhiệt độ này, quạt gió này, bấm quạt gió và điều chỉnh quạt gió. Đó. Đó, chuyển sang chế độ quạt gió, đây chỉnh sang chế độ nhiệt độ. Đấy. Lấy gió trong, những tính năng rất là cơ bản trên xe. Và đây chúng ta có thể vào cái vị trí này để điều chỉnh ghế, rồi bật chế độ massage, rồi sưởi, và bật phát là nóng ngay. Điều khiển điều hòa vehicle, tất cả các tính năng. Riêng cái điều chỉnh cái hệ thống vehicle ở đây, các chế độ hoạt động này chúng ta có thể điều chỉnh bằng rất nhiều cách đấy. Lúc này bấm lên bấm xuống, phanh tay điện tử đương nhiên rồi. Những cái mẫu xe này thì cái cần số thì cũng rất đặc trưng trên Range Rover. Đấy. Khi mà chúng ta bật chìa khóa lên thì cái núm xoay nó sẽ được đẩy lên và xoay chọn. Tại thị trường Việt Nam, Range Rover Autobiography phiên bản Long Wheelbase được trang bị động cơ siêu nạp 3.0 lít V6 thế hệ mới. Hộp số là hộp số 8 cấp nha các bạn, hộp số tự động 8 cấp. Động cơ thì có công suất là 340 mã lực và mô men xoắn cực đại là 450 Nm. Vâng, mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 7,4 giây và tốc độ tối đa có thể đạt được là 209 km/h. Và phiên bản mà Hùng trải nghiệm là hơn 10 tỷ. Range Rover mới được trang bị các gói công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái mang tên iDrive Pack. Gói này có mức chênh hàng tỷ đồng khi sở hữu hàng loạt các công nghệ đỉnh cao như đỗ xe tự động, hỗ trợ ra vào điểm đỗ, hỗ trợ lái bán tự động và hàng loạt các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Range Rover Autobiography và Range Rover Autobiography Long Wheelbase. Tất cả các phiên bản đều được trang bị động cơ xăng siêu nạp 3.0 lít V6 thế hệ mới, trang bị hộp số tự động 8 cấp cho công suất 340 mã lực hoặc 380 mã lực, mô men xoắn cực đại 450 Nm, khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 7,4 giây, tốc độ tối đa 209 km/h.